thiệt với thầy nghe thầy, em nó khoái cờ bối lắm mà em thấy cái đường chỉ tay nè, nó chằn chịt nó y chang đường chỉ tay của em mà thầy, thầy coi giùm cho em được không? Ồ, thế là tin vào chỉ tay hả? Dạ. Có lẽ lý lịch một cuộc đời không phải chỉ ghi chép đơn giản bằng mấy đường chỉ tay. Cho nên muốn hiểu cuộc đời, quá khứ, hiện tại cũng như tương lai thì có lẽ phải nhìn ở góc độ khác với những trang ghi chép khác phong phú hơn và có giá trị hơn. Ôi, xin lỗi thầy, xin lỗi chị Phương Dung. Em bị kẹt xe quá cho nên là đến hơi muộn ạ. Không có sao. Nhờ vậy mà chị đang học hỏi thầy một số về cái vấn đề mà vấn đề mà tướng số ạ. À? Tướng số đó. Tử Vi ạ. Ôi rồi sao lại nhiều sách thế này ạ? Đây là sách của thầy đúng không ạ? Hay của chị ạ? Sách của chị đó. Sách của chị đó. Tại vì hôm nay biết là được gặp thầy cho nên là chuẩn bị sẵn đúng không ạ chị? Vâng, em nghĩ là hôm nay là khi mà cái dịp mà năm mới Tết đến rồi xuân về, chắc chắn là mọi người sẽ rất là quan tâm đến cái chủ đề này đấy đúng không ạ? Đúng rồi đấy em. Dạ vâng, rất là cảm ơn thầy Thuần cũng như là chị Phương Dung đã dành thời gian đến tham dự chương trình Góc Hàn Huyên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chủ đề mà chương trình Góc Hàn Huyên ngày hôm nay đề cập thì Huyền nghĩ là chắc chắn sẽ rất nhiều người quan tâm, đó chính là vấn đề mê tín dị đoan. Thưa quý vị và các bạn, không biết là từ khi nào thì mê tín dị đoan đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong xã hội, và chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái hệ lụy như là tiền mất tật mang, hạnh phúc gia đình dở dang, thậm chí có những người phát bệnh bởi vì là khi nghe thầy bói phán năm xung tháng hạn. Vâng, đó là một chủ đề mà mình nghĩ chắc chắn là rất là thú vị, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chủ đề này với hai vị khách mời mà rất là quen thuộc với khán giả truyền hình. Mai Thu Huyền xin được giới thiệu lại một lần nữa nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần và nghệ sĩ Phương Dung. Vâng, trước khi để trao đổi về chủ đề này thì Mai Thu Huyền muốn mời thầy cũng như chị Dung và quý vị khán giả sẽ cùng đến với góc đời thường để xem tiểu phẩm giải hạn đầu xuân nhé. Sáng sớm đi sớm quá rồi, đói bụng quá chưa có kịp ăn gì hết trơn trời ạ. Có mua mấy ổ bánh mì này ăn với tôi cho vui. Cảm ơn. Nè, tôi nghe nói á, dạ, cô là linh lắm, coi ba cái vụ mồ mả tổ tiên này nghe, coi gia đình trụ đúng dễ sợ luôn. Nhưng mà không biết là tiền có mắc không nữa. Tôi sửa soạn đi có mấy triệu bạc, không biết có đủ coi không đây nè. Tôi nói nghe nè, nghe hay quá cho nên mới tới. Ở dưới chui cũng có thầy bói mà coi không có hay. Với lại nói nghe, tôi nằm mơ tôi thấy cái bàn thờ của tôi đó, tự nhiên thấy tổ tiên tôi hiện về cho nói là cái bàn thờ nó bị động rồi, cho nên là phải làm lễ cúng để sửa lại cái bát nhang, mà mình đâu có biết cúng làm sao. Bởi vậy nghe nói đây hay nè, tới nhờ cô coi ngày giờ hay lắm, rước cô về nữa. Ở dưới quê tôi đó, ở trong xóm á, cũng có cậu đồng coi hay dữ lắm. Nhưng mà tại sao người ta nói sợ là bục nhà không có thiên đó, tôi mới lặn lội lên đây tôi coi đấy. Chứ ở dưới đó coi cũng hay vậy đó. Dạ. Hai nữ. Dạ. Nữ này ở lại, còn nữ này mắt ghen không tin cô gì, đi ra. Dạ. Cô coi là có người thôi à. Dạ. Đi. Mà khoan. Dạ. Đi ra một khiên ngồi đợi, xong cô này tới cô này, nghe chưa? Dạ dạ dạ, con ra ngoài con đợi. Chờ dạ. chờ chút. Dạ. Cô đẹp quá. Làm gì? Dạ con tới con coi. Coi liền gì đó hả? Dạ, tới 5 giờ sáng luôn á. Hôm qua đi 6 giờ mấy coi không được, nay tới sớm. Nè. Dạ bàn tay, em nhẫn nhiều quá. Anh có, ngón tay. Dạ ngón tay sao? Ngón tay, cô đẹp không? Dạ đẹp quá trời đẹp luôn. Tự nhiên đẹp gì đó hả? Dạ, đẹp tự nhiên. Không có, cô bị làm móng, phải cắt da, phải rửa. À, dạ, dạ. Ừ. Dạ, thì trời ơi, hèn chi cái bằng móng tay cô đẹp quá. Rửa không mà về hả? Dạ, đâu đi làm là phải trả tiền cho người ta chứ. Thì đúng rồi, phải có tiền. Dạ, con không có biết, trời ơi. Dạ. Con gửi cô. Nữ coi gì? Dạ con coi ở gia đình con á, năm nay con út của con nó đi thi đại học. Dạ mà nó thi vô mà không biết nó đậu hay rớt rồi nè, con lo quá đi. Út hả? Dạ. À, đại học hả? Dạ thi đại học. 18 tuổi. Dạ đúng rồi. 18 tuổi thi đại học. Dạ. Mà út nhà
học giỏi không? Trời quá giỏi luôn á thầy ơi. Nó đang đi thi vô cái ngành mà đại học nông lâm. Là tại vì con muốn, tại vì ba nó là kỹ sư, cho nên con muốn nó cũng làm kỹ sư nông nghiệp giống như ba nó. Ở đâu lên gì? Dạ con ở dưới quê á. Ở dưới quê tha thứ nha. Dạ sao? Khi bằng cô. À chết cha, con quên xin lỗi. Dạ con mô phận. Khi bằng thầy không có linh đâu. À, dạ con quên. Dạ cô. Dạ cô. Ừ. Rồi cái nguyện vọng hai nó học ở đâu? Dạ là nó vô trường cao đẳng. À cao đẳng học giỏi dạ. Chắc chắn đậu. Ơ dạ cô. Ừ. Dạ cái dạ. Vụ, cái vụ con Út là chắc chắn đậu rồi dạ, đó. Dạ dạ cô. Ừ. Nhưng mà giờ con cho con hỏi thêm là chồng con. À đi sớm về muộn chứ gì? Dạ không có đi sớm về muộn mà đi suốt ngày luôn à. Trời ơi. Con hỏi chứ đi đâu mà đi vậy? Cái nói chứ ra ngoài ao tôm á, mấy cái ao tôm kiểm tra mà con hỏi cô đi nè. Trời ơi kiểm tra gì mà ao tôm mà mắc mới gì mà kiểm tra suốt ngày vậy? Nếu mà làm siêng năng. Chồng con tuổi gì? Dạ 51 tuổi. 51 tuổi. Dạ siêng năng vậy thì phải lên chức chứ sao trưởng phòng là hoài, trưởng phòng hoài không có lên gì hết trơn. Ăn lại phải lên phó giám đốc hay sao chứ trưởng phòng hoài. 51 tuổi. Dạ mà làm chức trưởng phòng. Dạ, trưởng là phòng. Tốt rồi đó nữ ơi. Không, nhiều khi nhiều người 52, 53 tuổi, 55 tuổi chưa lên chức phó phòng nữa. Trưởng phòng là tốt đó. Con sợ, con coi giùm con, coi chồng con có bầu nhí con sợ đó. Tại bây giờ ra ngoài đường là tôi con gà móng xanh móng đỏ nó bay dập dìu con sợ quá luôn. À chồng con. Dạ. 51 tuổi. Dạ. Ra vuông tôm. Ra ao tôm. Nữ. Dạ. Rút một cây. Dạ rút cây. Dạ. Hả? Trời cái gì cô? Cô làm cô hồi hộp. Cái gì vậy cô? Chồng con nhiêu tuổi? Dạ 51. Cái cây sâm là số 15. Dạ. Là số 5, số 1, số 5, số 1 nó quẩn quyến vào nhau. Nó liên quan tới nhau trời ơi. Là sao cô? Trong vòng 1 tháng nữa thôi. Vậy là sao? Chồng con sẽ bị xe đụng. Hả? Trời ơi, chồng con bị xe đụng. Dạ mô Phật, mô Phật cô. Cô giải hạn, cô giải hạn giùm cho chồng con cô. Nhưng mà yên tâm đi. Có cô ở đây. Dạ. Thì chồng bị xe đụng mà chồng con không chết. Cái thằng đụng chồng con nó mới chết. Dạ, đợi, đợi. Hoặc là những người mà liên quan máu mủ ruột rà tới chồng con mới chết. Hả? Chẳng hạn như vợ nó, con hả? Nó. Hả? Hả? Cô ơi, vợ vậy lại là con. Con là vợ. Chị... Chồng con không chết mà con chết cũng như không. Cô ơi, làm ơn cô giải hạn tôi, bao nhiêu tiền con cũng tốn. Giải hạn cho con phải không? Dạ, giải hạn cho gia đình con. Con tuổi gì, con tuổi gì? Dạ, con tuổi Dậu. Dậu. Dạ. Dậu, dần thân thị hợi tức hành xung. Ơ, tuổi Dậu. Dạ. Con ơi, tuổi Dậu hả con ơi? Dạ. À, cô mệt quá à. À, cô mệt lắm. Cô rúng gió hả? Không có. Chứ cô sao vậy? À, cô muốn đi, đi spa đó con. Spa mình nằm mình thư giãn cái mình có người massage da mặt mình đó con. Da mặt nó đẹp gì nè con. Đi massage đó. Đi massage. Dạ dạ cô coi giùm con đi rồi. Đi massage. Nhiều quẩn cô hả đi cô đừng bỏ con nữa. Nhưng mà mặt cô đẹp không? Dạ đó đẹp luôn mịn màng lắm. Không phải tự nhiên nó đẹp đâu con. Dạ sao? Spa nó đẹp. Dạ spa đẹp. Mà mấy người làm spa người ta làm spa cho mình rồi mình làm gì con? Dạ mình bo cho người ta. Không mình trả tiền con mua xong trả tiền mới bo nữa con. Dạ. Giống như là bây giờ thầy. Vậy con hiểu rồi con hiểu. Hồi nãy cái bao thơ là mới có con thôi. Dạ, thi dạ, đại học dạ. Với chồng thôi. Dạ. Bây giờ tới con. Dạ cô lấy nước uống trà đá. Sao nghỉ vậy? Một tờ nó đi. Dạ. Này chưa kiểu mua vé vô tiền đâu bo. Cô ơi cô giúp chồng con đi. Rồi mà con cũng được. Con sẽ rước cô tới nhà con giải hạn rồi con bồi dưỡng cho cô dạ. Ta biết rồi tại sao mà gia đình ngươi bị hạn, chồng ngươi có vợ bé, con ngươi thi đại học mà không có đậu xôi. Tại vì cái cửa nhà con nằm ở hướng đông, mà cửa hướng đông đâm ngay cửa cái. Mà cửa cái thì sao cái cửa phụ nhà con bị động lâm mệt. Đúng quá cô ơi, cô coi đúng quá cô ơi. Con nằm mơ con thấy tổ tiên ông bà con về nói là cái bàn thờ bị ai làm động đó. Cho nên về phải cúng kiến, cho nên con không biết cúng kiến, con không nhờ con tới cúng kiến giùm con. Bây giờ trước tiên con mua 12 con gà, 12 thao so, 12 chén chè con để giữa bàn thờ á. 12 cái sao giống 12 bà mụ vậy? Ôi, trời tạm vậy đi, tại vì ở dưới cõi âm người ta ưa dùng số 12. Dạ. Nó thì con phải lại 12 cái rồi con cầu nguyện 12 lần kinh. Cô bây giờ con nhờ cô nha, con nói thiệt cô con có rành thôi, bây giờ nếu mà cô thương gia đình con á, con rước cô xuống nhà con. Rước cô nhà bao nhiêu con cũng chịu hết á, được cô cúng giùm với con không có biết cúng. Con rước cô xuống nhà cô. Dạ, con rước cô. Cô thỉnh xuống, cô xuống nhà con. Dạ. Để mà cúng cái lòng trạch. Dạ trạc. cúng giùm cho trạc. Giải hạn và gia đình trạc. Con xấu quá. Cái lòng trạch này. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi nha. Dạ. Cô sẽ xuống. Dạ. Nhưng mà cái chuyện xuống dưới đó. Dạ. Cô sao cô? Có bề trên nói cô phải nhận đủ 20 chai nó mới linh thiêng. 20 chai. À,
20 trai nha, nhớ nha. Là 20 triệu. Đúng rồi, 20 triệu. Gia đình im ấm, vợ không chết, chồng không ngoại tình, con thi đậu đại học. Ba bốn cái gom vô cái lông trạch gia đình nữa. Dạ. Có 20 triệu à. Dạ. Trời ơi, tự nhiên bây giờ cô cảm giác cô mệt mỏi quá. Dạ. Cô sẽ đi nghỉ nha. Dạ. Để mà cô đi spa đó. Dạ. Nhớ nghe con. Dạ, dạ. Từ mùng 1 tới giờ coi nhiều quá con ơi. Dạ. Coi ngày nào cũng coi giờ, bởi vì cái dây thần kinh coi của cô nó bị nhức mỏi lắm. Cô phải nghỉ chút xíu nha. Dạ, dạ. Nhớ nha, 20 chai nữa nha. Dạ, 20 chai. Cô đến 20 dạ, chai dạ, con sẽ con. Dạ dạ. Khi nào con đủ rồi con gọi điện thoại con. Sao? Cô coi đúng không? Cô đúng chứ? Chị có mắt không? Có mắt không chị? Ôi, tôi nói nghe nè. Mắt không? Bây giờ nè, tôi cúng mà tôi không biết cúng sao, tôi thỉnh cô xuống nhà tôi 20 chai đó. 20 chai hả? Ừ. Trời ơi, tôi mừng quá. Tôi tưởng tôi nhiều lắm, tôi lo không có nổi. Dạ. Chứ 20 chai dầu ăn tôi mua được. Trời ơi, 20 triệu đó. Hả? 20 chai là 20 triệu. Trời! Trời gì kỳ cục vậy trời? Tôi không xỉu mà sao bả xỉu? Cái kỳ vậy? Ê! À, thưa quý vị khán giả và thưa hai vị khách mời, được mở đầu thì Mai Thu Huyền muốn trò chuyện với cả chị Phương Dung trước ạ. À, chị Dung là một nghệ sĩ hài trên sân khấu và điện ảnh rất là nổi tiếng. À, và em được biết là năm 2009 thì chị đã được bình chọn là diễn viên hài được yêu thích nhất trong giải thưởng HTV Award. À, và chắc chắn là trong những cái vai diễn mà chị đã từng đảm nhiệm thì đâu đó cũng sẽ có những cái câu chuyện liên quan đến cái việc mê tín dị đoan. À, vậy thì chị Dung có thể chia sẻ nhận định gì về tình huống vừa rồi ạ? Thật sự mà nói là có thể là cái mê tín dị đoan là hầu như mỗi trong một con người ai cũng có, mà tùy theo cái mức độ là nhiều hay ít. Chứ nhưng mà thật sự là hồi xưa là hồi mới lúc mà thời mà mình còn trẻ thầy ạ, lúc cái công việc cũng chưa nhiều thì có những khoảng thời gian mà chị bị bế tắc rồi không biết làm sao. Như thầy nói, thầy thì thí dụ mà để tâm sự cha mẹ gia đình đó thì không biết phải tâm sự cách nào, thế là đi coi bói. Thì sau này đi coi bói thì thật sự mà khi mà nghe bà thầy bói, ông thầy bói nói mình ít nhiều sao em có cảm thấy là mình được khuây khỏa đó thầy. Thí dụ như là người ta nói mình là cô đang như vậy đó, tại vì năm xuôi tháng hạn, nhưng mà yên tâm đi, cứ sống tốt, cứ làm từ thiện, cứ làm tốt thì mình sẽ được giải hạn. Sẵn có thầy ở đây thì ít nhiều thì thầy cũng cho em biết là cái có như vậy có phải là em quá mê tín hay là không thầy? Không phải bây giờ mà từ ngàn xưa, không phải chỉ trong một bộ phận xã hội mà hình như nó trải rộng lên tất cả. Thế nào là mê tín? Tức là người ta tin một cách mạnh mẽ nhưng lại mù quáng. Khi người ta tin thì người ta không lường trước được những hậu quả của nó. Họ tin và họ gây tai hại cho gia đình mình, cho thân nhân mình, mà họ không hề nghĩ rằng đó chính là một loại hình của tội ác. Cho nên mê tín nó gây nên những tác hại mà chúng ta không lường trước được. Có điều ai cũng thử xem tiền vận hậu vận của mình như thế nào, cho nên đi xem bói. Mà đi xem bói đấy, có người xem cho vui và có người xem để tin thật. Nhưng hãy tưởng tượng xem, nếu thầy bói biết được chính xác tiền vận của chúng ta, ta biết rồi thì cuộc đời của chúng ta trở nên vô duyên vô cùng. Nếu ta biết trước ngày mai ta sẽ thế nào, năm sau ta thế nào thì nó chán quá. Ta hãy thưởng thức cái thi vị ngọt ngào của sự đợi chờ, và chúng ta phấn đấu để chúng ta đạt được những điều mà chúng ta tin rằng chúng ta sẽ làm được. Thí dụ như người ta thường nói là mùng 5, 14, 23 là những ngày đó người ta không khai trương, và sau cái Tết á thì lúc nào cũng vậy, cũng canh ngày nhà hàng khách sạn hay là bất cứ gì, ngay cả cái nghề nghiệp của tụi em vậy, cứ mùng 6 tốt ngày khai trương thì cái đó cũng là cái dị đoan. Thế thì tại sao mình vẫn làm từ xưa tới giờ thầy? Cái đấy có phải là có kiêng có lành không thầy? Đó. À, cổ nhân nói rằng là có thời có thiêng, mà có kiêng thì có lành. À, có những việc làm thực sự nó không phải là hoàn toàn mê tín, nhưng nó đáp ứng một cái nhu cầu, một tình cảm, và do vậy được mọi người tôn trọng. Ví dụ
người ta nghĩ rằng khai trương ngày mùng 5 không tốt, mùng 6 mới tốt cơ. Chẳng ai khẳng định rằng mùng 6 tốt cả, nhưng trong tâm tưởng của người ta mùng 6 là tốt, và người ta đến với sự an vui. Ngày khai trương như vậy lại là ngày đẹp. Cho nên phải phân biệt hai điều: một là mê tín thực sự, hai nữa là người ta chiếu cố đến cái tình cảm của mọi người. Và sự chiếu cố này thì rất là cần thiết. Khi mà đọc cái tài liệu, những cái sách, và người ta nói là tại sao cái ngày mùng 5, 14, 23 là những cái ngày mà ngày xưa là những ngày của vua họ đi, đúng không ạ? Cho nên là những cái người dân là đưa không được ra đường. Đó, thế thì bây giờ mọi người cũng lại có một quan điểm nghĩ ngược lại là những ngày vua đi thì tốt quá, tức là vua sẽ phải xem rất là kỹ, thì vua còn xem kỹ hơn mình và vua đi. Thế thì tại sao bây giờ mình không đi vào những cái ngày ấy? Nếu như mà ai cũng cố tình tránh những ngày đấy thì chúng ta ra đường rất là thông thoáng, chúng ta không bị tắc xe, không bị kẹt đường. Giống như là Huyền đến đây lúc ấy nó sẽ không bị muộn nữa. Vậy thì là Thành nghĩ sao ạ? Thực sự mà nói đấy là ngày nay cái vốn cổ học đã bị mai một, cho nên người ta hiểu về cái vốn cổ học không được đúng đắn, và từ đó có những suy diễn nó xa lạ. Chẳng hạn như người ta hay kỵ cái số 4, vì sao sinh lão bệnh tử, quên mất rằng sinh lão bệnh tử lại chính là khao khát của mọi người. Ai cũng được sinh ra, và sinh ra thì sống đến già là lão, lão rồi thì chết là chỉ vì bệnh, chứ không phải là bị chết chém, chết bắn. Vậy thì đó là cái lý tưởng, nhưng người ta lại cho rằng đó là xấu, là bởi vì cách hiểu những khái niệm cổ đã bị mai một, và người ta suy diễn theo cách suy diễn nó rất là đơn sơ, và cho đến nó hiểu sai. Mùng 5, 14, 23 đó là cách nói của những người mà ngày xưa lực lượng thương lái mới xuất hiện. Và những cái ngày đó thì đi sẽ gặp những cái điều không may. Cho nên mới có câu mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, nữa là đi buôn. Là như thế. Tất nhiên là có người suy diễn khác hơn, rằng số 5 là cái số mà kỵ của người Việt. Mùng 5, 14, 1 cộng 4 cũng thành 5. 23, 2 cộng 3 cũng là 5. Đó là cách tính toán nó thô sơ, nó tầm thường, nó không phải vậy đâu. Và nhiều khi con số thì nhiều khi do ý thích của mọi người thôi, mỗi người thì thích một con số, và nó sẽ không thể là một con số lại quyết định được tất cả. Bởi vì thực ra như công ty của Huyền trước đây làm thì có thể mọi người nói là rất sợ nhắc đến con số 13. Thế nhưng mà công ty đã quyết định chọn ngày 13 là ngày thành lập công ty, và cũng có 13 thành viên sáng lập. Và bởi vì rất là nhiều người thắc mắc là tại sao lại quyết định chọn một con số 13, và quan điểm các lãnh đạo đưa ra rất là đơn giản, đó là chúng tôi chọn những cái ngày khó khăn nhất để tất cả những ngày sau là ngày tốt đẹp hơn. Thì mình nghĩ đây là một cái cách cũng rất là hay, và có thể hóa giải được điều đó, và bây giờ cái con số 13 giống như trở thành một con số linh thiêng của cả một tập đoàn. Đó, thì đấy là một câu chuyện vui. Thế nhưng mà Mai Thu Huyền cũng thấy là có một cái xu thế ở gần đây, mọi người thường là đặc biệt vào những cái dịp đầu xuân, đó là cái việc mà đốt vàng mã rất là nhiều. Nếu như theo một con số thống kê, một năm người dân Việt Nam đã chi 400 tỷ tiền cho cái việc đốt vàng mã. Vậy thì thầy và chị Dung thấy con số này nói lên được điều gì ạ? Thật sự là thấy quá là vô lý. Thí dụ như là người thân mình chết thì cứ nghĩ là đốt nhà lầu, đốt xe hơi xuống dưới nó cũng tro thành cát bụi, mà rất là mắc tiền. Mà cho tới bây giờ là em thấy là cũng hình như là nó vẫn có. Ở đây nó có hai mặt của một vấn đề. Mặt thứ nhất là tất cả những người đang sống tin rằng thế giới này không phải chỉ có chúng ta, mà ở quanh ta còn có hương hồn của những thế hệ trước. Họ bày tỏ sự kính sợ và bày tỏ cái tình cảm của mình đối với vong linh của những người đã khuất. Và họ đốt vàng mã suy cho cùng thì cũng chỉ thể hiện cái sự tôn kính của mình đối với những vong linh đã khuất đó. Chuyện đấy bình thường. Nhưng nếu lạm dụng nó vượt khỏi cái giới hạn bình thường thì nó trở thành cái hiện tượng đáng phải phê phán. Và như vậy thì ai lạm dụng nó, cái đó đáng phê phán. Và những ai đó chỉ bày tỏ cái sự ngưỡng mộ đối với gia tiên, ngưỡng mộ đối với những vong linh đã khuất,
ngưỡng mộ đối với những người đã khai lập ra cái đất này. Thì cái đó họ có quyền làm theo cách của họ. Họ không có những mâm cao cổ đầy để cúng, nhưng họ có mấy tờ vàng mã. Ở chừng mực đó là cần thiết và chúng ta hãy tôn trọng họ. Còn những ai, tôi nói lại, lạm dụng nó rồi biến thành một cái hành vi như để là hối lộ đối với các vong linh thì quả thật là rất đáng trách. Hình như họ với người sống cũng hối lộ và với vong linh cũng hối lộ đúng. Cái đó thật không đáng. Huyền thấy có một cái hệ lụy nữa mà cũng chúng ta cũng rất là cần đề cập đến. Đó là cái việc rất là nhiều đôi Huyền thấy là rất là yêu nhau. Nhưng mà có thể là chỉ vì lý do là không hợp tuổi hay là mạng người này khác người kia, và kết quả là hoặc là gia đình cấm không cho yêu nữa, không lấy nhau nữa, hoặc là họ rất là yêu nhau nhưng họ lại phải chia tay chỉ vì đi một cái lời xem bói và nói là không hợp. Vậy thì chị Phương Dung thấy thế nào về điều này ạ? Cái đó là thật sự là em không có tin đâu thầy. Tại vì bản thân em đi, em lập gia đình thì nói cái này hơi đời tư một chút xíu. Thì nói nào ngay, thì bất buộc khi mà mình lập gia đình mình phải đi coi ngày lành tháng tốt, coi tuổi của chồng mình với lại coi tuổi mình sao. Thì hầu như là coi thầy hay là xem thầy đồ đó tốt, hạp tuổi lắm. Đó hạp tuổi lắm, làm ăn là nên. Nhưng mà thật sự khi lấy nhau 3 năm thì ly dị. Thì đó, cái đó là cái điều rõ ràng. Là có coi tuổi coi này coi nọ, mà khi mà sống với nhau có những cái điều mà hai vợ chồng cảm thấy không cùng lối hướng thì cuối cùng cũng phải ly dị. Chứ không phải là khi coi tuổi nó hạp tuổi là sống đời. Cái đó là cái kinh nghiệm của em đó thầy. Mai Huyền Thuyền cũng lại có một cái kinh nghiệm ngược lại. Là ví dụ như là với bố mẹ của em chẳng hạn, thì nếu mà các thầy nói thì nói là không hợp tuổi với nhau, sống với nhau là xung khắc và người bị chết sớm. Thế nhưng mà bà nói là năm 37 là tuổi là chết rồi. Thế thực tế là, nhưng bây giờ bố mẹ em thì bố đã hơn nhiều tuổi, 50 mấy tuổi, và thực ra cái thời điểm ấy rất là lo. Thế nhưng mà khi mà hai vợ chồng sống với nhau và thực sự yêu thương nhau và thực sự nghĩ đến trách nhiệm với mái ấm gia đình của mình, với các con cái của mình, thì em nghĩ là những cái lời phán đoán đó hoàn toàn là không có cơ sở. Chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều chủ đề thú vị nữa mà chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận. Thì Mai Thu Huyền xin mời thầy cũng như chị Dung sẽ cùng lắng nghe những cái ý kiến chia sẻ của khán giả, xem họ sẽ suy nghĩ như thế nào về mê tín dị đoan nhé. Đặt quá cái niềm tin vào bói toán thì để cuộc sống của mình mà đi nghe theo lời khác người khác thì không không nên. Mình phải tự tin vào bản thân mình vươn lên thôi, chứ mình cứ mình kêu số mình đến đó để là giàu có nhờ cái số phận thì không bao giờ được xảy ra. Còn về mê tín dị đoan để mà nắm biết trước được tương lai hoặc là biết này biết kia cũng chẳng để làm gì cả, nếu biết trước tôi đã giàu lâu rồi. Cuộc sống hiện tại á thì mình cái đó là do bản thân của mình thôi. Chứ cái mê tín thì mình đi coi như vậy thì mình để mình lo thêm thôi. Riêng em thì em cũng có đi xem, nhưng mà đi xem chỉ để tham khảo và chỉ để mình có gì mình có thể làm được khá hơn cái đó, hoặc là mình có thể tránh được cái đó, chứ em không có tin gì cho lắm. Ông thầy, ông bảo rằng là chị sắp tới đây chị có một cái không có tốt, không có hay, là đã đem đến cho tôi một nỗi lo, nỗi buồn. Thành ra vì riêng cái bản thân tôi không muốn nghe và không muốn nghĩ đến cái việc mà thầy bói. Dù như trong cái chuyện cưới hỏi đi, thì tất nhiên mình nói là mình cũng phải tin, cũng phải chọn nghề. Tất nhiên mình nghĩ mình phải chọn nghề. Còn vấn đề là tuổi tác thì mình nghĩ rằng đó là sự phù hợp. Mình nghĩ là cũng không nên nặng quá. Phù hợp là chính, hai người hợp nhau quan điểm là tốt nhất. Vâng, thưa hai vị khách mời, qua những ý kiến khán giả vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là hầu hết mọi người đều phản đối cái việc mê tín dị đoan, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng thấy là mê tín dị đoan vẫn có đất sống cho đến ngày hôm nay. Mê tín dị đoan có cái đất sống như vậy bởi vì do một bộ phận dân chúng là có cái ý thức kém. Vậy thì theo chị Dung với cả thầy nghĩ sao về cái quan niệm này ạ? Mà theo bản thân mình thì mình cảm thấy là không cái gì tốt bằng là cái lòng tin của mình. Khi mà mình gặp một cái chuyện gì khó khăn thì tại sao mình không tự giải quyết và tự hành động hay hơn là mình đi nghe lời của người thầy đó. Thí dụ nghe lời người thầy nói là cứ ở nhà đi, nghỉ đi, không làm gì hết thì tiền sẽ rót vào tay mình. Không có gì mà tiền tự đâu rót vào tay mình hết. Thành ra tốt nhất là mình phải tin vào bản thân mình.
Và khi một chuyện gì mà khó khăn thì mình phải cùng gia đình để giải quyết, thì đó là một cái giải pháp hay nhất. Theo tôi nghĩ, ở đây có mấy vấn đề cần phải được nhanh chóng xây dựng và khẳng định. Một là xây dựng cái hệ thống nhận thức về kỹ năng sống. Ta sống thế nào để ta thực sự tự tin, ta bước vào đời. Hai là phải triệt để tận dụng các cái diễn đàn, để rồi từ đó góp phần xây dựng nhận thức cho xã hội. Chúng ta có quá nhiều diễn đàn, nhưng tôi nói thật, hầu hết là chỉ nói về yêu, mà toàn nói chuyện yêu, không nói chuyện cưới. Sao lạ thế, không biết chứ. Đáng lẽ ra phải hướng dẫn người ta một tình yêu với một mục đích rõ ràng là tiến tới kết hôn. Và kết hôn rồi thì sống như thế nào, nó phải như vậy. Thế thì tôi đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này, nhưng xem ra sự chuyển hóa thì chưa mạnh. Và nữa, các diễn đàn cũng nên bàn tới những vấn đề nó vốn dĩ nó rất là tế nhị như vấn đề này. Phải xây dựng một nhận thức cho nó đúng. Tôi ghét nhất là thái độ lén lút một cách công khai. Tức là anh mê tín, lén lút đi coi bói, nhưng mà sau đó lại bắt đầu lên án cái mê tín, mặc dù chính anh lại là người mê tín. Cái đó không được. Cho nên chúng ta phải xây dựng một cái nhận thức sống, một kỹ năng sống cho nó đầy đủ hơn, nó tốt đẹp hơn. Khi ta có một bản lĩnh sống, một kỹ năng sống thì hoàn toàn khác. Tuổi trung ư, rồi có ma quỷ ám hại ư, nếu chúng ta tự tin, ta vượt được tất cả. Những người mà vừa nghe nói tuổi trung đã vội chia tay thì họ không yêu đâu, chưa yêu đâu, mới thích à. Và chưa yêu. Nếu mà đã yêu thì tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục giang cũng lội, thất bát đèo cũng qua, chứ không phải chỉ một chút thử thách nhỏ. Nhưng có điều này tôi cần lưu ý. Ngày xưa tổ tiên ta coi ngày để cưới, đúng không? Đúng. Tại sao lại đúng? Là bởi vì ngày xưa ai được lên xe hoa, giỏi lắm con quan mới được lên xe hoa. Còn xã hội thì nàng dâu đi bộ về nhà chồng, phải coi ngày để cái ngày đó có đẹp không, cô dâu về. Chứ chẳng nhẽ đang đi mưa ướt mà con gái, con dâu có một bộ quần áo à, ướt đi về nhà chồng sẽ ra sao. Coi ngày ngày xưa thực chất là xem thiên văn, dự báo thời tiết cụ thể cho cái vùng đó. Và điều đó là cần thiết. Nhưng ngày nay người ta lại coi đó như một sự mê tín. Ngày đó tốt xấu ảnh hưởng đến cái vận xui vận hên của mình như thế nào. Điều đó không đúng. Vậy thì chị Dung có những cái bí quyết gì để chia sẻ thêm hơn về cái việc là chúng ta làm như là giải pháp để hạn chế được cái, và cũng như là bài trừ được cái mê tín dị đoan ạ? Trước tiên là mình cứ sống, mình sống theo mình tin, mình cứ tự tin vào khả năng của mình. Thí dụ như công việc của mình thất bại, mình phải suy nghĩ tại sao mình thất bại, chứ không phải là vì đó là năm xui tháng hạ mà mình thất bại. Thậm chí như là cái ngày sinh của Dung là cái ngày 23 đó, nếu mà như mà ngày xưa mà chắc cái ngày đó là trong không cho ra đời rồi, để ém lại ngày hôm sau, thì thật sự cho tới bây giờ Dung vẫn thành đạt về tất cả mọi mặt. Cái đó là do sự phấn đấu của bản thân mình, chứ không phải là do lời thầy hay là lời của ở người ta gọi là bề trên chỉ đường chỉ hướng cho mình đi. Chỉ tự bản thân mình vạch đường vạch hướng mình đi là đó là điều tốt nhất. Còn ví dụ mà trong cuộc sống gia đình vợ chồng mà có xảy ra những chuyện lục đục thì đừng bao giờ mà nghĩ là đi coi thầy để giải mã, là đi là ém bùa này nọ. Cái đó hoàn toàn là cái đó là không có tin. Nó là cái gì đó mà mơ hồ. Vợ chồng cùng nhau bàn bạc thì khắc chắc chắn là sẽ vượt qua những cái khó khăn trong giai đoạn đó. Huyền cũng rất là đồng ý với cả quan điểm của chị Dung, bởi vì người ta cũng nghe các cụ đã đúc kết một câu, đó là đức năng thắng số mệnh, đúng không ạ? Xin cảm ơn thầy Thuần và chị Dung đã có những cái chia sẻ rất là thú vị, rất là vui, và Huyền nghĩ là rất là bổ ích cho những khán giả của chương trình Góc Hàn Huyền. Một lần nữa xin cảm ơn thầy và cảm ơn chị Dung. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Góc Hàn Huyền của chúng tôi tuần này xin được khép lại tại đây. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.